Top 7 bài văn trình bày cảm xúc về lễ đón giao thừa quê em. Top 1. Có lẽ trong tâm trí của em, hình ảnh về lễ đón giao thừa ở quê thật mờ nhạt vì đã lâu lắm rồi gia đình em chưa về thăm quê. Thế nhưng năm nay em lại có cơ hội được đón năm mới ở quê hương mình. Vì thế mà cảm xúc về Tết, về đêm giao thừa cũng thật đặc biệt biết bao. Trở về quê sau một khoảng thời gian dài, em nhận ra quê hương đã có nhiều thay đổi. Tết ở quê trước đây đơn sơ vô cùng, nhưng nay đã có nhiều đổi khác. Mọi thứ đầy đủ và tươm tất hơn. Song dẫu có nhiều thay đổi, nhưng hương vị Tết ở quê vẫn vậy, vẫn thật sâu sắc và đậm đà. Đón giao thừa ở quê mang đến cho em thật nhiều cảm giác mới lạ. Nó khác hẳn so với ở thành phố. Đó là khi em được tự tay gói nên những chiếc bánh chưng hơi méo mó nhưng đáng yêu vô cùng, hay được cùng mẹ đi chợ Tết ở quê với bạt ngàn hoa đào, hoa mai nở rực rỡ. Ngoài ra, chỉ khi đón giao thừa ở quê, em mới được nhìn thấy ông nội trang trí cây nêu ngày Tết tỉ mẩn và công phu như thế nào. Đặc biệt hơn, đây cũng là dịp gia đình em được hội ngộ cùng họ hàng, bạn bè sau nhiều năm xa cách. Em còn nhớ trong buổi tối hôm ấy, khuôn mặt ai nấy cũng phấn khởi rạng rỡ vô cùng. Tất cả đều cảm thấy hạnh phúc và ấm áp vì được sum vầy bên nhau trước thềm năm mới. Phải thừa nhận rằng đón giao thừa ở quê năm nay mang đến cho em rất nhiều cảm xúc. Chưa bao giờ em háo hức và mong chờ được về quê đến thế. Cũng chẳng bao giờ lại thấy thích thú nhiều đến vậy khi được ngắm nhìn đường phố ở quê. Nhưng hơn hết, em cảm thấy thật hạnh phúc và trọn vẹn khi được sum vầy bên những người mà mình thực sự trân quý. Và chỉ khi được đón Tết ở quê, em mới có thể chậm rãi tận hưởng không khí ấm áp, vui vầy của ngày Tết. Dẫu có đi bao lâu, cách xa bao nhiêu năm đi nữa, thì trở về quê hương, nhất là trong khoảnh khắc đặc biệt này, con người chúng ta sẽ thật bồi hồi xao xuyến đến dạo dực. Giờ đây em đã hiểu được tại sao lễ đón giao thừa lại thiêng liêng đến thế. Hóa ra đó không chỉ là giây phút tạm biệt năm cũ và chào đón một năm mới, mà còn là khoảnh khắc quý giá để chúng ta được quây quần đoàn tụ, được trở về quê hương yêu dấu.